Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Và hôm nay chủ yếu đó Thuần sẽ dành thời gian để mà chia sẻ những tin tức với các bạn. Tại vì hôm nay là một ngày mà chúng ta có rất nhiều những cái thông tin và thị trường cũng rất là dao động các bạn nhưng mà cuối cùng chúng ta nhìn những chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ thì kết thúc là một màu xanh chúng ta thì là cả ba chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đó đều kết thúc là màu xanh và hai chỉ số lớn là S&P 500 và Nasdaq thì kết thúc là hơn một phần Nasdaq tăng gần như 2% các bạn nhưng mà khi các bạn theo dõi đó cái tiến triển của những chỉ số này hôm nay đó thì các bạn thấy được là dao động không ngừng luôn. tại vì hôm nay đó chúng ta có hai nhân vật lớn phát biểu và hai nhân vật này đều đến từ Fed các bạn, cục dự trữ liên bang tại Hoa Kỳ. thứ nhất đó chính là chủ tịch ở Minneapolis đó chính là Neil Scary đã phát biểu trước, rồi sau đó chúng ta có lời phát biểu đến từ chủ tịch John Powell tại cái câu lạc bộ kinh tế ở DC. Và hai người này đã phát biểu giọng điệu nó khác nhau khiến cho thị trường lên xuống liên tục các bạn Nhưng mà kết quả cuối cùng đó thì vẫn là màu xanh Và chúng ta nhìn vào crypto đó thì cũng tương tự như vậy Nhưng mà trước hết đó, chúng ta hãy À, nhìn vào thị trường pre-market thì hiện bây giờ rất là im lặng các bạn Chúng ta thấy được là cả ba chỉ số Nasdaq Future, uh, S&P 500 Future và Dow Future thì bây giờ đã thì không có sự thảo nhiều Chúng ta nhìn vào dầu hôm nay đó thì cũng vậy mà thôi các bạn ở mức là 77 đô cho một thùng dầu Còn về vàng thì sao? Vàng đó thì các bạn thấy được là hôm nay thì cũng tăng nhẹ 0.25% ở mức là 1889 đô cho một ounce vàng. Đây là hợp đồng hiện tại. Còn về BTC đó thì tuy là một ngày có rất nhiều dao động nhưng mà nói chung đó thì kết thúc giá ngày hôm nay đó cũng ở mức là hơn 23.000 đô các bạn. Bây giờ là 23.260 thì cũng đã cao hơn cái mức mà thuận làm video ngày hôm qua và đây là cái nến mỗi 30 phút các bạn thấy thấy được là có một ngọn nến đi từ cái mức là 22.800 đô đi thẳng tới mức là 23.300 đô rồi cái nến kế tiếp đi từ cái mức đó đi ngược cho xuống ở mức là 22.794 các bạn nói chung rất dao động luôn nhưng mà kết thúc ngày hôm nay đó thì cái mức giá vẫn cao hơn là lúc làm video ngày hôm qua và chúng ta nhìn uh, chung thị trường đó, chúng ta được là BTC thì trong vòng 24 giờ qua thì vẫn tăng 1,7% những nông lớn thì cũng có sự tăng trưởng các bạn nhưng mà cũng không phải là nhiều lắm cỡ đó mà thôi cỡ chừng là 2 tới 4% nhưng mà những đồng nhỏ đó thì vẫn tiếp tục có nhiều sự tăng trưởng khi mà chúng ta nhìn vào những đồng trong top 100 mà tăng trưởng nhiều trong vòng 24 giờ qua là chúng ta có The Draft tăng 45% các bạn, Sandbox tăng 26%, Immutable X tăng 25.9%, Singularity net là một trong những cái marketplace for AI đó các bạn, tăng 21%. Chúng ta vẫn tiếp tục thấy Fetch.ai tăng 17% trong vòng 24 giờ qua. Nói chung đó các bạn nhìn thấy được là chúng ta nói tới NFTs, nói tới AI, nói tới Metaverse đều có sự tăng trưởng. Và cả thị trường crypto vốn hóa đó thì tăng 3.5%. Nếu nói những đồng nào mà xuống nhiều nhất trong vòng 2 4 giờ qua đó thì cũng không có đồng nào mà xuống nhiều nhất đâu các bạn. Chúng ta thấy được là Radix xuống 3.2%, đó là đồng xuống nhiều nhất trong top 100 trong vòng 2 4 giờ qua. Thì thị trường các bạn vẫn thấy được là có nhiều cái sự lạc quan đã từ từ trở lại. Và hôm nay đó thì cái thông tin lớn nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là lời phát biểu đến từ những người ở Fed. Đầu tiên hết á, trên màn hình các bạn thấy được đây chính là Neil Kaskari thì ở Fed ấy, chúng ta có rất là nhiều những cái hội viên không phải là chỉ riêng chủ tịch John Powell các bạn chủ tịch John Powell là người dẫn đầu của Fed hiện bây giờ và người mà chúng ta thường hay nghe nói tới nhưng mà chủ tịch John Powell không phải là người duy nhất ra quyết định thường là họ sẽ bỏ phiếu và chúng ta có nhiều chủ tịch của nhiều chi nhánh khác nhau như là ở New York ở Minneapolis ở San Francisco vân vân và chúng ta cũng có những cái thống đốc của Fed cho nên mỗi lần mà họp đó thì tốn khoảng chừng 2 ngày rồi những người này sẽ đưa ra những ý kiến và họ sẽ bỏ phiếu xem coi là lãi suất sẽ là bao nhiêu và những chiến lược kế tiếp của Fed sẽ nhìn thế nào. Thì hôm nay đó chúng ta mở đầu với lại cái lời chia sẻ đến từ chủ tịch ở Minneapolis chính là Neil Kaskari. Thì những người nào mà đã nhớ đó Neil Kaskari là thường đó xếp hạng trong danh sách những người mà hawkers, những người mà nhiều hầu hơn trong bộ phận của Fed chúng ta thấy được là có nhiều thống đốc và chúng ta có nhiều chủ tịch thì không phải ai cũng giống ai các bạn có nhiều người thì có cái suy nghĩ thả lỏng hơn có nhiều người thì có cái suy nghĩ siết chặt hơn có nhiều người thì có cái uh, giọng điệu ôn hòa hơn nhiều người có giọng điệu uh, dịu hâu hơn và Neil Kaskari là một những người mà có giọng điệu dịu hâu và ông ta đã nói gì thì mặc dù là chủ tịch John Powell đã có giọng điệu ôn hòa tuần vừa rồi, ta đã chia sẻ với các bạn và trường thực lại cái cuộc phát biểu đó Nhưng mà hôm nay đó thì Chủ tịch New Kaskari của Minneapolis lại không những như vậy Và lên trên đài CBC để mà chia sẻ là Chủ tịch New Kaskari vẫn rất nhiều hầu Và nói là lãi suất đã cần phải tăng lên tới 5.4% các bạn Đây là cái mức mà cao hơn cái mức được nói đến bởi Fed Tại vì Fed nói là sẽ tăng tới mức là 5.1% có nghĩa là tăng lên tới 525 tại vì uh, các bạn thì được mỗi lần mà Fed tăng lãi suất đó thì tăng ở cái mức là 0.25 trở lên thì uh, có nghĩa là cái mức này của Newcastle đã cao hơn cái cái mức mà Fed nói ở trong những cái cuộc họp gần đây cho nên khiến nhiều người rất lo lắng các bạn nếu như mà tăng lên tới 5.4 có nghĩa là trên căn bản sẽ tăng lên tới 5.5% có nghĩa là chúng ta sẽ thấy được là Fed sẽ tăng lãi suất nhiều hơn là nhiều người ước tính Nhiều người ước tính là Fed có thể là sẽ tăng thêm một lần nữa vào cuộc họp tháng 3 này Rồi sau đó đó là cuộc họp kế tiếp là sẽ ngừng tăng Nhưng mà nếu như mà phải tăng tới 5.25 thì Fed phải tăng tiếp tục nữa Cho nên khiến cho nhiều người rất là lo lắng Và New scary nói là chúng ta cần một thị trường lao động cân bằng Vẫn còn quá nhiều việc làm Và nghĩ là Fed đã không đạt được đủ tiến bộ để tuyên bố chiến thắng và các bạn hiểu được đây là một trong những cái cách phát biểu mà khiến cho thị trường thường hay lo lắng như cái scary đó thì nói là thị trường lao động bây giờ đó thì vẫn còn rất nhiều việc làm và điều này cũng rất là lo lắng liên quan tới là lạm phát có thể tiếp tục tăng nữa chúng ta vẫn chưa thực sự chiến thắng lạm phát mặc dù là trong một phần vấn này đã, đã có một vài lần người dẫn chương trình ở CNBC cũng đã nói là nhưng mà đó không phải là cách suy nghĩ của chủ tịch John Powell và chúng ta cũng đã có nhiều dẫn chứng cho thấy được là lạm phát đang suy giảm và chủ tịch Fed cũng không nhận như vậy thì tại sao mà Newt Gingrich lại không nhận như vậy? thì Gary nói là không có dựa vào à, những cái tài liệu một tháng, hai tháng, ba tháng được tại vì những tài liệu đó đó có thể là những cái chỉ báo không có chính xác và không có thể cho chúng ta có được một cách nhìn dài hạn về lạm phát như thế nào. Nói chung đó thì News Gary thì vẫn còn đang rất là thận trọng và không có giống như John Powell, News Gary đó thì vẫn tiếp tục có giọng điệu là rất là dịu hâu và sau đó đó các bạn thấy được là thị trường bắt đầu là chuyển sang đỏ rồi kế tiếp chúng ta bắt đầu nghe những lời phát biểu đến từ chủ tịch powell ở cái câu lạc bộ kinh tế ở Washington DC thì cũng những câu hỏi tương tự về uh, lãi suất về uh, cái uh, chiến lược của Fed như thế nào thì uh, chủ tịch Fed uh, trả lời thật ra uh, cũng y chang như là những gì mà chúng ta đã nghe tuần vừa rồi khi mà thường tuần thuộc với các bạn trong cái uh, buổi họp báo sau khi mà có lãi suất nói chi tiết hơn uh, thì chủ tịch uh, Powell đang phát biểu và nói là quá trình giảm lạm phát đã bắt đầu rồi tuy là lạm phát vẫn còn cao nhưng mà thật sự đó cái quá trình đó đã bắt đầu thì cái này đó như thường vừa chia sẻ nó cũng giống như tuần vừa rồi và ngược lại với lại New Kaskari. các bạn được là những uh, chủ tịch fed đó, thì hầu như là không có đồng nhất trước khi mà ra phát biểu khiến cho thị trường cũng uh, có rất nhiều sự dao động các bạn thấy là hồi sáng này đó, thị trường có sự tăng trưởng rồi sau khi mà có new sky phát biểu đó thị trường làm một cái nến đỏ luôn cái đến 30 phút rồi sau đó khi mà fed chủ tịch uh, john Powell phát biểu đó thì uh, thị trường lại từ từ họ phục lại tại vì bắt đầu nghe những cái uh, câu nói giọng điệu quen thuộc chúng ta đã nghe tuần vừa rồi rồi thì uh, nói chung chủ tịch uh, john Powell nói là trên thực tế đó chúng tôi sẽ phản ứng với những cái dữ liệu mới vì vậy nếu như mà chúng ta tiếp tục nhận được ví dụ như là các báo cáo thị trường lao động tốt hoặc là báo cáo lạm phát cao hơn đó, thì rất đó có thể chúng tôi phải tiếp tục tăng lãi suất nhiều hơn nữa ước tính ý của Fed đó là Fed không phải là một trong những cái đơn vị mà đưa ra các phán đoán cho tương lai chủ tịch Fed nhiệm vụ đó là dựa vào những tài liệu đang có và đưa ra một cái chiến lược và sẽ có những cái ước tính cho những tháng tới như thế nào thì những ước tính này có thể đúng hay là không đúng nhưng mà cũng không quan trọng tại vì Fed không có đưa quyết định dựa vào ước tính mà Fed đưa ra một cái chiến lược dựa theo ước tính có nghĩa là nếu như mà ước tính giống như là sự thật khi mà chúng ta tới những tháng kế tiếp đó thì Fed cũng sẽ tiếp tục thực hiện những lời mà mình nói nếu như mà sự thật không giống như là ước tính thì Fed phải điều chỉnh lại tùy theo là tình hình chúng ta cũng đã từng nghe nói tới là nếu như mà phần trăm lạm phát trở lại đó thì không thể nào mà Fed cứ uh, tiếp tục cái chiến lược của mình là tăng 0.25 hay là không tăng nữa được. Fed phải thay đổi chiến lược của mình uh, để có thể là quản lý được phần trăm lạm phát đó. Nhưng mà ngược lại nếu như phần trăm lạm phát giảm nhiều hơn là Fed ước tính thì có thể là Fed sẽ quay đầu. Đó là những gì mà chúng ta đã từng nghe từng nhiều rồi thì cũng không gì khác biệt đâu các bạn. Nhưng mà Fed nói đó là hy vọng thì chúng ta tiếp tục thấy cái À, phần trăm lạm phát giảm xuống theo thời gian như là fed nghĩ và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thấy được cái thị trường việc làm đó vẫn đang rất là mạnh mẽ hiện bây giờ có nghĩa là chúng ta có khả năng là sẽ có một cái cuộc hạ cánh an toàn nhưng mà Fed thì cũng như là Cascari các bạn lo lắng về cái tỷ lệ thất nghiệp rất là thấp thì có một câu hỏi trong cái cuộc họp này đó là Fed có biết trước cái phần trăm thất nghiệp hay là không tại vì các bạn đang nhớ là Fed công báo lãi suất một ngày sau mới có phần trăm thất nghiệp thì Fed nói là đợt này thì không thường đó thì chủ tịch Fed là người duy nhất có thể biết được cái thông tin sớm hơn mọi người một đêm các bạn tại vì những thông tin đó đó Fed cần phải có thời gian để mà xem xét rồi mới đi họp với những người khác rồi mới đưa ra quyết định lãi suất như thế nào. Cho nên thường đó thì sẽ nhận được một số những thông tin sớm hơn nhưng mà đợt này thì không có cho nên Fed đã đưa ra cái quyết định lãi suất về chiến lược đó không dựa vào cái thông tin thất nghiệp được chia sẻ một ngày sau đó nhưng mà phép thì hy vọng là cái đó nó cũng không có ảnh hưởng dài hạn tại vì cái mối lo ngại đó thì vẫn là nếu như mà thất nghiệp vẫn còn cao thì có nghĩa là người ta vẫn có công an việc làm người ta vẫn có thu nhập thì có thể là chi tiêu vẫn tiếp tục ở mức cao và khi mà chúng ta thấy được chi tiêu cao thì nó sẽ dẫn đến lạm phát cao hơn nếu như mọi người không có tiết kiệm mọi người không có giảm cái nhu cầu của mình và khi mà chúng ta thấy được là thị trường mà có nhiều việc làm nên sẽ dẫn đến là những công ty họ phải mướn người với cái giá cao hơn tại vì đó là cái cung cầu của các bạn nếu như mà có quá nhiều công ty muốn mướn người nhưng mà lại không đủ người đi làm thì đương nhiên công ty phải mướn người với cái mức giá cao hơn điều này cũng có nghĩa là công ty sẽ chuyển qua để mà nâng cái giá của mặt hàng của họ lên hay dịch vụ của họ lên để có thể trả lương cao hơn dẫn đến là lạm phát lại tăng lên đó là lý do tại sao mà fed rất là quan tâm đến phần trăm thất nghiệp thường chúng ta nói tóm tắt đó là fed muốn thất nghiệp tăng lên thì nghe như vậy có vẻ như là fed không có được tốt lắm lại muốn người ta thất nghiệp nhưng mà thật ra đã đứng sau lưng cái câu nói đó đó chính là tại vì fed lo sợ là khi mà có quá nhiều việc làm mà không đủ người đi làm thì sẽ dẫn đến là hàng hóa là phải tăng giá lên tại vì những công ty phải muốn người với cái giá cao hơn dẫn nên lạm phát không quản lý được cho nên Fed mới nói là cần phải có phần trăm thất nghiệp cao hơn nhưng mà Fed vẫn chưa thấy điều đó xảy ra và cũng hy vọng là chúng ta không cần phải thấy phần trăm thất nghiệp tăng lên nhưng mà lạm phát vẫn đi xuống nhưng mà cái đó thì Fed vẫn chưa chắc chắn lắm các bạn Fed vẫn muốn là thấy phần trăm thất nghiệp có có sự tăng lên khoảng chỉ là một phần trăm và nói tới phần trăm thất nghiệp đó thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy những công ty như là hôm nay đó thì eBay đã ra quyết định là sa thải 4% nhân viên các bạn có nghĩa là tới 500 nhân viên À, sẽ bị sa thải bởi công ty eBay Chúng ta cũng có công ty Zoom các bạn Đây là một trong những công ty Mà các bạn có thể dùng để mà họp qua mạng Rất là sử dụng rộng rãi Thì Zoom đã ra quyết định là họ sẽ sa thải 15% nhân viên các bạn 1.300 nhân viên khi mà chúng ta nghe những cái thông tin này đó thì uh, có rất nhiều bạn hay comment hỏi thuận là cái tài liệu liên quan đến phần trăm thất nghiệp đó có đáng tin hay là không? Trong khi chúng ta tiếp tục nghe những công ty như là chúng ta vừa nói tới là Zoom, công ty Ebay, thậm chí chúng ta cũng đã biết là gần đây uh, nghe công ty Google, uh, Amazon, Meta, Microsoft, Salesforce, tất cả những công ty lớn này đó họ đều cắt giảm nhân viên và họ cắt giảm con số cực kỳ lớn luôn. Google cắt giảm 12.000 nhân viên, rồi Amazon cắt giảm 18.000 nhân viên, Microsoft cắt giảm 10.000 nhân viên. Thì quá nhiều người thất nghiệp như vậy, tại sao mà phần trăm thất nghiệp mới đây là không tăng mà lại giảm nữa? Có phải là cái phần trăm thất nghiệp đó có vấn đề? Cái đó, đó thì Thuận cũng không có thể nào cho các bạn biết chắc chắn được. À, nhưng mà một điều đó, à, Thuận nghĩ là Chủ tịch Fed à, không có liên quan gì đến cái phần trăm thất nghiệp này đâu. Tại vì chính Chủ tịch Fed là người muốn phần trăm thất nghiệp tăng lên nhưng mà công bố thì lại ít hơn. Và cũng có khả năng là cái thông tin thất nghiệp đó cũng không có vấn đề gì đâu các bạn Tại vì chúng ta lại nhận được một cái thông tin nữa Đây là cái thông báo đến từ công ty Delta các bạn Delta là cái hãng hàng không mà được sử dụng rất nhiều ở Mỹ đó Thì công ty Delta nói là năm nay đó họ vừa phải tăng lương lên lần thứ hai các bạn Lần đầu tiên đó họ tăng lương đó chính là tháng 5 họ phải tăng lương cho nhân viên là 4%, rồi bây giờ họ lại phải tăng lương cho nhân viên nữa là 5% tại vì không đủ người để mướn. Cái nhu cầu mà đi du lịch đó, bây giờ rất là cao, không có đủ những cái người mà tiếp viên hàng không, không đủ những nhân viên phục vụ khách hàng các bạn. Cho nên họ phải mướn người với cái mức giá cao hơn và phải nâng lương của những nhân viên hiện tại. Thì chúng ta cũng đã nhìn thấy được là cái thông tin liên quan đến thất nghiệp đó thì chúng ta vẫn có những ngành như là du lịch và giải trí đó thì vẫn đang mướn rất nhiều người cho nên khả năng là cái phần cho thất nghiệp cũng có thể là đúng đó các bạn thất nghiệp thật sự là nếu chúng ta chỉ nhìn con số người đi làm mà thôi đó thì có thể là rất tốt nhưng mà thật ra đó cái mà chúng ta cần phải để ý hơn như được là thuận đã chia sẻ với các bạn đó là những người thất nghiệp và những người có việc làm nó có giống nhau hay là không những người thất nghiệp đó họ làm những ngành nghề nào lương họ bao nhiêu và những người mà đang có việc làm bây giờ đó thì lương họ bao nhiêu cái đó là điều mà nhiều người không nói đến các bạn và điều này rất ảnh hưởng đến nền kinh tế luôn một người mà làm lương hai ba trăm ngàn đô như là một kỹ sư của google bị thất nghiệp so với lại một tiếp viên hàng không thì cái lương có thể là ít hơn rất là nhiều các bạn thì đương nhiên khi mà lương ít hơn rất nhiều như vậy đó thì chi tiêu có khả năng là cũng sẽ ít hơn nghĩa là ý thùng muốn nói đây chúng ta có thể hoàn toàn thấy là cái phần trăm thất nghiệp ở một mức thấp nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục sẽ thấy cái nguồn cầu giảm xuống dẫn đến phần trăm lạm phát giảm xuống đó là cái kỳ vọng của thuần còn thị trường nghĩ sao sau khi mà có như là phải ngày hôm nay đó thì chúng ta nhìn vào chỉ số CME của hợp đồng tương lai liên quan đến Fed Fund thì chúng ta sẽ thấy được là cái đợt hợp kế tiếp của Fed là chúng ta còn tới 42 ngày nữa nghĩa là còn khoảng chừng một tháng rưỡi nữa các bạn tới ngày 22 tháng 3 chúng ta mới biết được cái đợt công bố lãi suất kế tiếp thì từ đây đến, đến đó chúng ta vẫn còn rất nhiều thông tin liên quan đến là CPI chúng ta có tháng này rồi tháng sau chúng ta cũng có thêm một cái thông tin thất nghiệp tháng sau nữa trước khi mà Fed họp thì Fed sẽ có thêm nhiều thông tin trước khi mà có cuộc họp đó tôi nghĩ là cái cuộc họp tháng 3 sẽ là cái cuộc họp mà ra cái Quyết định là trong năm nay sẽ như thế nào khi mà Fed có thêm thông tin. Hy vọng là như vậy, tại vì cuộc họp mới đây là cuộc họp đầu năm, họ vẫn chưa có nhiều thông tin. Thì cuộc họp kế tiếp họ sẽ có thêm rất nhiều thông tin, hy vọng chúng ta sẽ biết thêm nhiều chi tiết và sẽ quyết định cái xu hướng của Fed trong năm nay. Nhưng mà sau khi mà có những gì mà Fed chia sẻ đó, thì các bạn thấy được là CME thì bây giờ đó đang nghiêng về là Fed vẫn sẽ tiếp tục tăng 0.25% trong cuộc họp tháng 3 này 93,7% nghĩ là như vậy cũng muốn hợp lý mà thôi các bạn thường cũng nghĩ là như vậy nhưng mà chúng ta thấy được là không còn ai nghĩ là Fed sẽ ngừng tăng nữa sau những gì mà được chia sẻ hôm nay bởi News scary và John Powell thì nhiều người nghĩ là khả năng Fed vẫn sẽ tiếp tục tăng cho đến khi nào mà chúng ta có thêm thông tin mà Fed nghĩ là đã đầy đủ rồi rồi chúng ta thấy được là có 6.3% đang nghiêng về là Fed có thể tăng lên 0.5% luôn các bạn Phần trăm nhỏ hơn nhưng mà 6.3% nghĩ là như vậy Rồi chúng ta chuyển tới đường hợp kế tiếp là tháng 5 của năm nay thì tháng 5 của năm nay đó là phần lớn 69% nghĩ là chúng ta sẽ giữ mức là 5 tới 5.25%. Có nghĩa là nếu như mà các bạn tin là Fed sẽ tăng 0.25% trong cuộc họp kế tiếp này vào tháng 3 thì tới tháng 5 đó Bây giờ phần lớn mọi người gần như là 70% vẫn nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0.25 nữa. Có nghĩa là thị trường nghĩ là Fed sẽ tăng thêm hai đợt nữa các bạn, tháng 3 và tháng 5. Mãi đến tháng 6 đó thì chúng ta mới thấy được là nhiều người nghĩ là Fed sẽ ngưng. Thì bây giờ đó là cái cách suy nghĩ của hội đồng tương lai hiện bây giờ. Nghĩ là Fed sẽ không ngưng tăng cho đến tháng 6, tăng thêm hai lần nữa. Có nghĩa là Fed sẽ đẩy cái phần trăm lãi suất lên tới 5.25 như là họ đã nói hồi tháng 12 và khi nào đó thì Fed mới giảm lãi suất thì dựa uh, theo đồng tương lai thì bây giờ còn rất sớm để nói nhưng mà mãi cho tới cuộc họp cuối cùng của năm nay là ngày 13 tháng 12 đó thì lúc đó hợp đồng tương lai mới nghiêng về là Fed có khả năng là sẽ giảm lãi suất 0.25% các bạn đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến Fed và những lời phát biểu ngày hôm nay nhưng mà các bạn đừng có lo các bạn tại vì Jim Cameron ngày hôm nay đã nói là Bây giờ chúng ta đang ở trong một bull market phải nhớ là ngày hôm qua Jim Cameron nói là thôi bỏ đi Có làm gì nữa đó thì chúng ta sẽ đi vào suy thoái tài chính Hôm nay thì Jim Cameron nói chúng ta đang ở trong bull market Tuần trước đó cũng nói là chúng ta đang ở trong bull market Buy the dip Rồi sau đó hôm qua lại nói là Thôi coi như xong rồi chúng ta sẽ đi vào suy thoái tài chính Hôm nay là bull market trở lại các bạn Nhiều khi đó thường cảm thấy là Jim Cameron chia sẻ những cái thuyết này để Chỉ để dẫn chơi với chúng ta Chứ còn không thể nào một người mà thay đổi suy nghĩ liên tục gì các bạn ngày này qua ngày nọ và thật ra đó chúng ta thường hay nói giỡn là có một ai đó trade ngược lại với Jim Cramer thì có thể kiếm được nhiều tiền thật ra có thể các bạn không biết Hiện bây giờ đó chúng ta cũng có một cái quỹ đầu tư ETF gọi là Inverse Kramer Đây là cái quỹ đầu tư mà sẽ trade ngược lại với Jim Kramer các bạn Thực sự đã có một quỹ đầu tư như vậy rồi à, Đã bắt đầu từ năm ngoái tới bây giờ Và khi mà có cái thông tin này đó thì Jim Kramer hầu như là không được vui các bạn Và cũng đã có nhiều lần chia sẻ những cái thuyết Tóm lại là cái tâm trạng không được vui lắm khi mà có quỹ đầu tư ETF này Tôi nghĩ là một phần đó Jim Kramer có thể là ghét của quỹ này cho nên cứ chia sẻ những thông tin này ở trên mạng xã hội liên tục như vậy đó bô rồi bé bô rồi bè hoài để mà giỡn mặt với lại cái quỹ ETF này cũng có thể như vậy các bạn Còn một người nữa à, chúng ta thấy được là cuối cùng đã trở lại đó chính là Cassandra BC à, có nghĩa là Michael Berry các bạn như bài nào mà xem phim The Big Short á cũng đã biết đây là một cái phim mà dựa vào một nhân vật đó chính là Michael Berry thì trong phim là một diễn viên các bạn nhưng mà đây là Michael Berry thật ở bên ngoài thì Michael Berry các bạn đã nhớ là chia sẻ một cái thuyết là khi mọi người bán trước khi mà có cuộc họp của Fed từng vừa rồi rồi sau đó giá cả tăng lên rồi uh, Michael Berry đó đã xóa cái Twitter của mình Cái Twitter của Michael Berry có 1.3 triệu người theo dõi các bạn Thì hôm nay Michael Berry cũng đã trở lại Nhưng mà đã xóa hết thì cái thuyết trước đó rồi các bạn Đây là một người mà thường xuyên xóa thuyết này thuyết kia các bạn Cho nên các bạn theo dõi Michael Berry ngoài đời thật Thì cũng theo dõi để có một cách nhìn mà thôi Nhưng mà thật ra Michael Berry đã chia sẻ cái này ngày hôm nay Thì các bạn cũng đừng có xem trọng quá Tại vì ngày mai Michael Berry có thể là xóa hết tất cả Rồi bắt đầu là từ đầu các bạn không biết là tại sao mà cái vị trí của Michael Berry lại là tiếng Việt các bạn để là lỗi nhớ <laughs> nếu như mà thường không có xem những người mà theo dõi à, là những người mà có tiếng tâm ở trên Twitter à, và xem cái số lượng người theo dõi tổng cộng là 1.3 triệu, thường tưởng đó, đây là một cái Twitter giả các bạn, nhưng mà đây là cái uh, Twitter thật, có 1.3 triệu người theo dõi và cái số lượng người theo dõi như thường chia sẻ bên dưới này, những người mà có tiếng tâm ở trên Twitter